Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Đây là chuỗi các video chia sẻ kiến thức đầu tư crypto dành cho người mới. Trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái mảnh ghép rất là quan trọng của một dự án để giúp cho các anh chị có thêm một cái nhìn, đó chính là chúng ta là mảnh ghép nào ở trong dự án này. Liệu rằng những cái hành động của chúng ta nó có đúng hay chưa? Nếu như các anh chị hành động không đúng thì rất có khả năng các anh chị sẽ là người bị mất tiền khi tham gia vào trong cái thị trường này. Đầu tiên thì một cái dự án họ hình thành nên thì sẽ có những cái đối tượng như thế này tham gia vào. Thì đối tượng thứ nhất đó chính là chủ dự án. Chủ dự án hay còn được gọi là các cái developer hoặc là các cái team dev là những người nghĩ ra ý tưởng giải quyết một cái vấn đề gì đó ở trên thị trường này, cho nên họ lập ra cái dự án này. Rồi sau đó thì họ mới kêu gọi cái đối tượng thứ hai, đó chính là các cái quỹ đầu tư, là những người có tiền bỏ tiền vào trong cái dự án này. Để giúp cho các cái chủ dự án này họ có thể kêu gọi cho cái nguồn nhân lực để xây dựng nên các tính năng của dự án. Rồi sau đó thì dự án này họ sẽ phát hành ra một cái đồng coin hoặc là cái đồng token. Khi đó thì họ sẽ phân bổ ngược lại cho các cái nhà đầu tư ban đầu, rồi sau đó họ mới bán ra ở trên thị trường là các cái sàn giao dịch. Khi mà họ bán ra như vậy thì họ sẽ phân bổ đầu tiên là cho các cái quỹ, rồi sau đó là cho những người làm các cái nhiệm vụ mà dự án này đưa ra, thì nó có cái phần thưởng là chính là các cái đồng airdrop, là chủ dự án này thưởng cho những người test hệ thống hoặc là thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó. Thì thường cái đối tượng số 4 này là họ chỉ bỏ công sức và tốn một ít phí giao dịch ở trên mạng thôi, họ không bị mất tiền để mua cái đồng coin này vào. Đối tượng thứ năm đó chính là các cái trader. Đây là cái đối tượng đông đảo nhất ở trên thị trường, bởi vì những người này là chuyên tìm những dự án nào nó tăng giá hoặc là tiềm năng hoặc là có những cái con sóng tăng, thì họ có những cái công cụ họ phân tích, họ nhận thấy được là cái dự án bắt đầu người ta mua vào có dấu hiệu tăng giá thì họ sẽ mua vào, rồi sau đó họ bán ra họ lấy lời. Cái đối tượng thứ sáu đó chính là các cái holder, là những người đánh giá được cái dự án này có tiềm năng, cảm thấy yêu thích cái dự án này, cảm thấy nó có khả năng mang lại lợi nhuận, hoặc là từ cái thông tin nào đó mà họ biết được cái dự án này, họ nhảy vào họ mua cái đồng coin của dự án và sau đó thì họ đợi tăng giá họ bán. Thì như vậy ở đây các anh chị thấy chúng ta có 6 cái mảnh ghép của cái bức tranh này, thì trong đó 4 cái đối tượng đầu tiên là những người gần như không có bị mất tiền, hoặc là nói đúng hơn là họ không có bị thua lỗ ở trong dự án này. Bởi vì sao? Chủ dự án á, thì họ là người làm chủ cuộc chơi, họ luôn luôn có một cái phần thưởng dành cho họ là các cái đồng coin có cái tỷ lệ phần trăm cho họ và các cái đội ngũ của họ rồi, thì họ cũng không có bị mất tiền, họ cũng có được cái đồng coin đó từ cái công sức của mình. Quỹ đầu tư là những người đầu tư ban đầu, cho nên họ mua được cái giá rất là tốt, thấp hơn rất là nhiều so với cái giá niêm yết trên các cái sàn giao dịch. Còn các cái sàn giao dịch là nơi trung gian thanh toán, là nơi trung gian mua bán và họ ăn trên cái mức phí, cũng như là họ cũng được phép mua khi mà họ được chủ dự án này bán cho cái giá ban đầu là ưu đãi, hoặc là họ là người làm chủ cuộc chơi thì họ sẽ mua được với cái giá rất tốt ban đầu. Chỉ có hai cái đối tượng còn lại là hai cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất và mất tiền ở trên thị trường này, đó chính là trader và holder. Trader là những người có phân tích được kỹ thuật, nhưng mà ở trên thị trường không phải ai cũng có thể phân tích một cách chính xác, cho nên thường trader này là cái đối tượng cũng bị mất tiền rất là nhiều, và số ít ở trong đây thì họ kiếm được tiền, và cái phần tiền họ kiếm trên dự án thì thường nó không lớn. Thứ nhất là họ không có đặt cược một cái số tiền lớn vào trong một cái dự án. Thứ hai là khi mà họ chơi như vậy là chơi theo từng cái đợt sóng hoặc là từng cái cây nến như vậy á, thì họ chỉ ăn được một cái phần trăm rất ít thôi. Chỉ có holder nếu như là người mà nắm bắt được cái dự án này rất sớm và quyết định đầu tư từ rất sớm cho tới khi dự án này phát triển, thì họ có khả năng ít rất là nhiều lần tài sản. Nhưng ở trên thị trường hiện tại cũng có rất là nhiều holder họ không biết họ là holder, cho nên là khi giá tăng rất là cao họ mới mua vào. Và họ vì một cái sự FOMO nào đó, họ sợ rằng cái dự án này còn tiếp tục tăng giá nữa, cho nên khi họ mua vào lúc giá rất là cao thì holder này cũng có một số người có kiếm được tiền và một số người bị mất tiền. Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ về đồng token ở trên thị trường để các anh chị có thể hiểu rõ hơn ví dụ này. Đây là một cái giá cái đồng NEAR, là một trong những cái đồng coin rất là nổi tiếng ở trên thị trường.
Thì anh chị thấy á, năm 2017 cái đồng NIR này họ bán cái vòng đầu tiên đó chính là vòng seed sale, họ bán chỉ có một cái đồng NIR như vậy, chỉ có 0,0375 đô trên một NIR thôi. Và họ đã huy động về được 810.000 đô, nhưng mà họ phải bán ra tới 21 triệu 600 ngàn cái đồng token, họ lấp trong vòng 24 tháng. Rồi năm 2018 họ tiếp tục họ bán cái lần thứ hai thì giá của nó là 0,05 đô. Rồi lần thứ ba họ bán là 0,12 đô, lần thứ tư họ bán là 0,15 đô. Rồi sau đó họ có thêm 3 lần họ bán nữa, cái giá cao nhất là 0,32 đô. Như vậy thì các anh chị thấy là gì, các cái quỹ đầu tư này là họ mua với cái giá cao nhất của cái dự án NIA là 0,32 đô. Nhưng mà khi cái dự án NIA này á, họ đã tăng giá lên thì các anh chị thấy khi niêm yết ở trên sàn á, thì nó đã khoảng đâu đó là 1 đô rồi. Thì cái người mà các cái quỹ đầu tư á, họ ngay ban đầu khi mà list sàn là họ đã có lời rồi. Rồi sau đó cái giá NIA nó biến động lên, có những lúc 7 đô nó về 3 đô, 2 đô. Rồi có những lúc nó tăng lên tới 20 đô, rồi sau đó nó giảm xuống, ở hiện tại các anh chị thấy là nó còn 4,4 đô. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh này thì các anh chị thấy là cái quỹ đầu tư họ chỉ lời nhiều hay lời ít thôi, họ không có lỗ, và chủ dự án cũng vậy, họ là người biết được khi nào cái giá token của mình tăng giảm thì họ cũng là người chủ động, họ cũng không bị mất tiền. Sàn giao dịch thì càng giao dịch thì họ càng có lãi, cho nên họ không bị mất tiền. Và nếu như các anh chị là người trader đủ giỏi thì các anh chị sẽ nhìn được những cái con sóng mà nó tăng giảm như thế này để anh chị mua vào bán ra để anh chị kiếm lãi thì nó rất là ok. Nếu như mà anh chị không có cái nghề về trader mà anh chị vào đây các anh chị trade thì khi giá nó tăng lên 20 đô anh chị nghĩ là nó sẽ còn tăng tiếp, cần tăng tiếp tới 50 đô thì anh chị mua vào 20 đô, thì khi đó nó giảm xuống 4 đô như hiện tại thì chắc chắn anh chị đã chia tài sản được 4-5 lần rồi. Tương tự như vậy, nếu như các anh chị là holder mà các anh chị không hiểu cái dự án này, các anh chị lại thấy khi mà giá NIA nó tăng và NIA nó nổi tiếng ở trên thị trường thì anh chị mua vào ví dụ như 10 đô, 20 đô, và khi giảm xuống thì anh chị kỳ vọng nó lên tới 50 đô anh chị mới bán, thì tới giai đoạn này anh chị là người chia tài sản. Thì đó là một trong những cái mà làm cho các cái trader hoặc là các cái holder họ bị mất tiền ở trên thị trường, là họ mua cao họ bán thấp. Cho nên các anh chị là người holder hoặc là trader ở trên thị trường này, anh chị hiểu các anh chị là ai ở trong thị trường này, trước khi mua một cái đồng coin của một cái dự án nào đó thì anh chị phải phân tích coi là lợi thế cạnh tranh của các anh chị so với các quỹ đầu tư là như thế nào. Tôi lấy ví dụ ở đây, khi mà các cái quỹ đầu tư họ mua cái đồng NIR này với cái giá cao nhất là 0,32 đô, mà tại cái thời điểm các anh chị quyết định mua cái đồng NIR này, khi mà cái giá cái đồng NIR này nó đang ở ví dụ như là 10 đô thì các anh chị lấy 10 đô anh chị chia cho 0,32 đô, thì anh chị thấy rằng là các cái quỹ đầu tư họ đã lời tới 30 lần rồi. À, ngay khi họ đã lời 30 lần rồi anh chị mới vào mua, thì liệu rằng họ đã lời 30 lần với cái số tiền họ bỏ ra vài triệu thì họ đã có hàng trăm triệu rồi, thì liệu rằng theo các anh chị thì họ có bán hay không? À, có thể là họ không bán vì họ biết là có thể lên 20 đô họ bán thì nó được lời nhiều hơn. Nhưng ở đây một cái điều chắc chắn là gì, là các anh chị mua 10 đô so với lúc giá họ mua 0,2 đô, hoặc thậm chí họ mua 1 đô, thì anh chị là người bất lợi hơn họ trong cái cuộc đua này. À, chính vì vậy mà khi tham gia vào trong cái dự án, các anh chị phải phân tích được cái lợi thế cạnh tranh của mình so với các cái quỹ đầu tư. Còn anh chị là trader thì anh chị là người mua ở các con sóng ngắn, thì anh chị phải cần có những phân tích và anh chị phải có nghề về trader, thì tôi không nói nhiều về cái này, nhưng tôi chỉ xoáy sâu vào anh chị là đối tượng là holder ở đây. Thì khi là holder thì anh chị phải lưu ý một cái điều là xem coi là cái đồng coin mình vào mua nó có lợi thế cạnh tranh như thế nào đối với các quỹ đầu tư. À, cái khoảng cách giữa mình với các quỹ đầu tư càng gần là càng tốt, và dự án được các cái quỹ đầu tư càng lớn đầu tư thì nó càng uy tín. Những cái quỹ đầu tư nào được hậu thuẫn bởi các cái sàn giao dịch càng lớn thì càng tốt, cho nên là đó là những cái thứ mà anh chị cần chú ý khi mà chúng ta tham gia vào cái dự án. Tránh tình trạng các anh chị không hiểu dự án nhưng nghe ai đó nói dự án này tốt quá thì anh chị biết được nó lúc giá nó ở trên đỉnh cao rồi, à, chúng ta vào mua thì rất có khả năng các anh chị sẽ là người bị mất tiền.
Rồi cái thứ hai nữa đó thì anh chị là người holder thì anh chị cần phải học cách quan sát của những người chủ đầu tư hoặc là quỹ đầu tư, bởi vì những người này họ quan sát cái dự án của họ trên một cái phương diện tổng thể ở mỗi một cái chu kỳ. Anh chị có thể so sánh lợi thế cạnh tranh của dự án này với dự án khác cùng ngành, cũng như chủ dự án họ cũng so sánh lợi thế cạnh tranh của họ với các cái đối thủ cùng ngành của họ, để họ có những cái phương án làm sao để cho cái dự án của họ có cái kết quả tốt nhất. Thì tương tự như vậy, anh chị cũng tập cho mình cái tư duy của chủ dự án, rồi cũng tập cho mình cái tư duy của quỹ đầu tư hoặc là kiến thức từ các quỹ đầu tư, bởi vì họ là những người nhìn được cái dự án này từ rất sớm, từ ban đầu. Điều đó có nghĩa là họ đã research các cái thông tin rất là nhiều để hiểu được chủ dự án, hiểu được các cái team dev, để hiểu được cái đội ngũ dự án này mang lại cũng như là cái công năng của dự án này. Cho nên là anh chị là người mà không có được cái năng lực hoặc là nguồn lực giống như quỹ đầu tư, thì cách tốt nhất là chúng ta chỉ nên đầu tư vào những dự án có sự tham gia của các cái quỹ đầu tư, mà quỹ đầu tư đó anh chị đánh giá là nó có uy tín, những quỹ đầu tư hàng đầu, ví dụ như là Coinbase hoặc là Binance Labs hoặc là một số các cái quỹ đầu tư lớn mà anh chị sẽ được học, thì anh chị mới an tâm đầu tư vào dự án. Và nhớ rằng lợi thế cạnh tranh của các anh chị ở trong bức tranh này, hoặc là nói thẳng ra lợi thế cạnh tranh các anh chị trong cái ván bài crypto này của cái dự án này là gì, thì từ đó anh chị mới quyết định cho mình là có đầu tư hay không. Đó là những gì mà tôi chia sẻ các anh chị, nó rất là tâm huyết, trải qua những gì mà tôi đã mất mát ở trong thị trường này từ lúc chưa biết gì, nghe ai nói dự án nào là mày nhảy vào mua dự án đó bất kể cái thời điểm nào. Thì với các cái thông tin mà tôi truyền đạt cho các anh chị, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc chúng ta ra các quyết định đầu tư của các cái dự án ở trên thị trường. Và bài học, một trong những cái bài học mà tôi muốn cho các anh chị thấy ở đây, đó chính là cái bài học về NEAR. Các cái quỹ đầu tư họ đã đầu tư vào rất sớm và đã có được nhân tài sản lúc mà NEAR nó đạt 20 đô, 30 đô thì họ đã ít 5-70 lần. Và các anh chị là những người đánh giá được cái dự án này tiềm năng nếu như đầu tư nó rất sớm và theo nó ở một cái thời gian đủ lâu, từ 2017 cho tới 2021 thì dự án này nó mới đạt được cái mức giá đỉnh của nó là hơn 20 đô, có những sàn thì nó lên tới 30 đô. Thì điều đó là anh chị phải cần có một cái khoảng thời gian dài để kiên nhẫn với nó. Và trong cái biến động của cái dự án thì anh chị thấy là có những lúc nó tăng lên như thế này, rồi những lúc nó giảm xuống chia hai chia ba. Nếu như các anh chị hiểu được dự án, các anh chị đi cùng với nó, thì khi mà mùa uptrend tới, nó sẽ tăng trưởng lên tới đỉnh điểm, anh chị mới là người bán ra, thì cái phần thưởng các anh chị nó sẽ là rất lớn. Tuy nhiên đầu tư vào trong cái dự án nào cũng vậy, thì tôi sẽ có những cái video chia sẻ các anh chị thời điểm nào chúng ta nên bán ra, thời điểm nào chúng ta nên mua vào, để tránh tình trạng là chúng ta có lãi nhưng chúng ta không chốt, để tới khi lỗ chúng ta tiếc, rồi nhận được thông tin xấu của thị trường chúng ta lại bán tháo nó ở lúc giá nó rất thấp thì nó sẽ rất là tiếc. Rồi làm thế nào để chúng ta bán cái đồng coin nó đúng kỳ vọng, nó là một trong những cái chiến lược mà anh chị cần phải học ở trên thị trường này. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Cảm ơn các anh chị, thân ái chào tạm biệt các anh chị.